Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay bên mình đang chuẩn bị đóng một cái đơn hàng để gửi cho anh Phạm Hữu Diện ở Hải Phòng. Anh có đặt hàng bên mình đóng cho anh một cái bình ắc quy lithium 48V 85Ah để cho anh sử dụng trong cái xe điện. Như các bạn thấy là cái xe điện mà chúng ta hay thường thấy ở nơi nơi các cái bãi biển á, hoặc là các cái khu nghỉ dưỡng á, là người ta sẽ thường thường dùng xe điện để chở khách, cái xe ô tô điện ấy, thì cái này anh sẽ sử dụng cho mục đích đó. Và theo yêu cầu của anh thì anh muốn sử dụng pin 3,2V, thì bên mình đang lắp ở trong đây là bao gồm 16 viên 16 viên pin 3,2V 85Ah. Và ở đây bên mình có sử dụng một cái mạch điều khiển sạc xả cân bằng cell là 16S45A 3,2V 48V. Ở trong đây thì bên mình sẽ kết nối xong và đưa ra ở bên đây là cực âm này, dây 6 ly trần phú bằng đồng, và bên đây là cực dương cũng là dây 6 ly. Và ngoài ra thì cái mạch sạc này nó có một cái đặc điểm là chúng ta xả ra và sạc vào nó cùng một cái cổng này. Vì vậy là về nhà anh sử dụng đó, anh chỉ việc kết nối vào trong cái xe của anh và anh có thể sử dụng bằng cái jack sạc cũ mà anh đang sử dụng hàng ngày. Hoặc là anh cũng có thể sử dụng cái jack sạc mà bên em đã hàn ở đây rồi. Đây là jack sạc bên em đã hàn rồi. Thì anh có thể cắm sạc đây cũng được, không vấn đề gì cả. Đây, đây là cái phần mặt để chúng ta kết nối các cái khối với nhau này. Thì các khối nối với nhau thì bên mình sẽ sử dụng bằng cái thanh đồng, bằng cái lao đồng lá này, nó kết nối với nhau bằng những cái con ốc và dây. Đây là dây cân bằng cell này, tất cả dây cân bằng cell nó được thu về ở giữa và chạy lên đây, đi vào trong mạch. Và đối với khối pin này thì bên mình có tư vấn cho anh là anh nên sử dụng một cái hộp gỗ để mà nó bảo vệ cái khối pin này, nhưng mà anh bảo là anh không cần, anh chỉ cần đóng khối bình thường này thôi. Thì bên em cũng có sử dụng một cái tấm gỗ ván ép mà bên em hay dùng đóng loa này đấy, để nó đỡ toàn bộ cái khối này. Bởi vì bình thường như mình cái khối pin này nó đã nặng lên 31 gần 32 kg rồi, 32 kg mà chúng ta để nguyên cái khối này nó di chuyển đi, nhỡ may mà trượt trượt chay nó trượt cái tay nó rơi xuống á, thì nó rất là không an toàn cho pin. Đây, xung quanh đây. Xung quanh thì bên em được bọc lại bằng cái băng dính chịu nhiệt cách điện. Và bây giờ em đo cái kích thước để cho tất cả các bác tham khảo. Bác nào có nhu cầu muốn lắp đặt thành cái khối pin như thế này có thể liên hệ với bên em. Đối với cái bình 48Ah này thì chúng ta có thể sử dụng hai dạng pin khác nhau. Đây là pin 3,2V, hoặc các bác cũng có thể sử dụng 13 viên pin 3,7V cũng được. Ở đây thì em thấy có thông số là chiều dài nhất của nó là 47 cm đến 48 cm. Chiều rộng của nó này 22 cm. Và chiều cao em tính cả cái đế nhé. Cái đế nó là 15 đến 16 cm, thì các bác tính thêm cả cái đồng hồ này, tính thêm cả cái chân chân đế cao su em có gắn dưới đây này, bốn chân đế xung quanh này, thì chúng ta tính thêm nó khoảng tầm 2 phân nữa. Đó là kích thước của nó, thì để các bác nghiên cứu thêm. Và ngoài ra thì bên em còn có lắp các cái loại pin dành cho xe máy điện, xe đạp điện với cái hệ 36V, 48V. Và bác nào có nhu cầu thì có thể alo bên em để bên em tư vấn cho nó cẩn thận hơn. Và cuối cùng xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của bên em. Xin cảm ơn bác Phạm Hữu Diện đã tin tưởng và sử dụng các cái sản phẩm bên em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.